Anh thấy em cũng dễ thương, xinh đẹp. Nói chung là anh cũng không nghĩ là được đến như vậy. Dạ, cảm ơn ạ. Em cảm nhận được sự chân thành từ anh và thấy anh rất là dễ thương. Em muốn hỏi anh là không biết là anh có biết hát hay là biết nhậu không ạ? Nhậu thì anh biết một chút, nhưng mà hát thì không phải là trường đâu. Dạ. Nhà gái. Rồi, mời nhạc em để trên đây cũng được. Rồi bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái nghe nha. Chào chú Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Trần Thanh Nhàn, là dược sĩ, đang bán cho chuỗi nhà thuốc Pharmacity và ở Tân Phú luôn. Tân Phú hả? Rồi quê mình ở đâu nhà? Dạ quê em ở Cà Mau ạ. Dạ cuối cùng bán đồ. Cuối cùng bán đồ Việt Nam. Rồi bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu nào. Con xin chào chú Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan và chào đàn trai và các vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Phạm Thị Hiền, sinh ngày 1/1/1996 thuộc Cung Market ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở quận 8 Hồ Chí Minh. Công việc chính của em á là nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong ngôn sống của em là 99% khó khăn hiện tại là do bạn tạo ra. Dạ em xin hết ạ. Ê, hai đứa này hợp đó nha. Đứa làm sale, đứa bán thuốc. Về hợp rất là hợp luôn á. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nha? Dạ về ưu điểm của em thì nấu ăn cũng khá ngon, biết quan tâm chia sẻ, biết nhiều môn thể thao. Khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm là ngủ thì đôi lúc có hơi ngáy nhẹ. Ai không ngáy? Trời ơi. Dạ, với lại là người cũng hơi thẳng tính một tí, nghĩa là mình không giữ ý là mình nói luôn, nói trực tiếp luôn, nói thẳng luôn. Rồi nhà gái. Nhà gái thì sao? Ưu điểm và khuyết điểm của em như thế nào? Em rất là thích nấu ăn. Dạ, và em cũng có một chút năng khiếu về thể thao. Hiện tại thì em cũng có đi tập gym. Trong cuộc sống thì em luôn đặt ra mục tiêu cao nhất và cố gắng hoàn thành nó được tốt nhất. Nhưng mà có bao giờ khi em đặt một cái mục tiêu nó cao quá và em bị áp lực với cái mục tiêu đó không? Cũng có một số lần là bị tình trạng như vậy. Thì thường đó là em sẽ ngồi lại xong cái em sẽ ghi ra những cái vấn đề mình đang gặp để mà đưa ra cái hướng giải quyết. Cô gái của chúng ta là có một cái tiếp sống rất là năng động nè. Có kế hoạch rất là rõ ràng và cụ thể. Sale mà, sale marketing ta tính toán dữ lắm á. Rất là hay luôn. Tới nhà trai tôi hơi hiền, nói nhỏ. Đó, bây giờ mình chia sẻ luôn cho nhà trai nghe cái nhược điểm của mình. Bên cạnh những cái ưu điểm á, thì em cũng có khá là nhiều nhược điểm. Ví dụ như là tính em rất là hay quên. Dạ, với lại em hát rất là dở luôn. Lúc mà đói á, thì thường là em sẽ dễ bị quạo á chị. Ai không quạo, đói ai không quạo. Mỗi lần em quạo em làm gì? Thường lúc đó quạo cái em cũng im, em ít nói hơn bình thường. Kiểu là nó sẽ bị tụt năng lượng á chị. Thì em sẽ ít nói hơn bình thường. Còn bình thường mà có dư năng lượng á là em sẽ nói nhiều hơn. Đó, mày mốt nhớ ngày chưa thấy bên đây ít nói là biết đang đói đó. Là cung cấp đồ ăn liền. Chào nhà trai. Bên nhà trai tôi hơi hiền, nói nhỏ. Nói chung là nhút nhát á. Dạ không, tại cũng dòng khi người thân á, quen rồi thì em mới nói chuyện nhiều hơn. Nhát quá vậy sao cô gái được trời. Bao nhiêu bán mối tình rồi? Dạ cũng được ba mối tình rồi chị. Ba mối rồi. Nhát đó. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ cũng gần 3 năm. 3 năm sau chia tay? Dạ đó thời sinh viên mà. À, sinh viên hả? Dạ năm cuối thì bên gia đình bạn nữ hối bạn nữ lấy chồng, bạn nữ về lấy chồng. Thứ hai là do khoảng cách nên hai đứa tự chia tay thôi. Cuối thì cũng được 5-6 tháng rồi nhưng mà cảm thấy không hợp nữa. Là chia tay thôi. Dạ đúng rồi. Nhà gái thì sao nè? Em thì trải qua 3 mối tình rồi, cũng giống bạn trai ạ. Dạ. Mối tình sâu sắc nhất của em là 7 năm ạ. Tụi em quen nhau đến được 3 năm thì anh đã đi du học ở Úc. Xong cái sau đó vì khoảng cách địa lý rồi xong cái bị dính 2 năm dịch đó chị. Cái tụi em Fogima, sắc nước bò bầu, đỉnh của chớp. Cái tụi em cũng không có cơ hội gặp nhau nên là cũng tình cảm nó cũng nhạt bớt á. Nên là tụi em quyết định dừng lại. Thấy nhà gái thì sao ạ? Xinh đẹp. Dạ, nhà trai cũng được hiền lành, hai bên hợp. Dạ. Tiêu chí của mình để tìm bạn đời là sao? Dạ tiêu chí là biết quan tâm chia sẻ, đôi lúc thì hơi trẻ con tí cũng được, ngõ nhỏ nhỏ chiều gì đó. Em thích được nuông chiều. Cho nên là em thích một người bạn gái nhõng nhẽo để em được thể hiện cái đó. Dễ thương quá. Con gái ai người ta cũng thích được nhõng nhẽo hết á. Nhõng nhẽo hoài cũng mệt lắm. Không có mệt, người ta nói người ta chịu được mà kỳ ghê vậy. Rồi sao? Mình có hay nhõng nhẽo không? Dạ cũng có. Có thích nhõng nhẽo, có thích được chiều không? Dạ có, rất là thích nhõng nhẽo và thích được chiều. Trời ngon luôn. Em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn là bạn nam đó là người hòa đồng, cởi mở, có cá tính. Cái em mong muốn nhất là bạn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ hạnh phúc, yêu thương nhau và các anh chị em thì có sự đoàn kết, có sự kết nối với nhau. Ủa, cái này tôi phản đối nha. Dạ. Cái đó nó thuộc về số phận của mỗi con người, mỗi hoàn cảnh gia đình rồi. Nhưng mà lý do tại sao em lại mong muốn người bạn trai có một cái gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau như vậy? Dạ. Tại vì em nhận thấy là nếu như mà một đứa nhỏ mà nó sống trong được một cái gia đình hạnh phúc, môi trường hạnh phúc á, lúc lớn lên á thì cái suy nghĩ của nó cũng khác á chị. Và nó ra ngoài nó cũng sẽ là tự tin hơn. Điều này nó cũng đúng nhưng mà cũng chưa đúng lắm. Ôi, thật ra có những gia đình đó tan tác luôn, nó bi kịch luôn. Nhưng đứa trẻ lớn lên rất là bản lĩnh và trở thành một người có ích cho gia đình, cho xã hội. Bởi vì nó thấy được gia đình như vậy và nó cố gắng tránh đi những cái vết đổ trong gia đình như vậy. Dạ. Nhưng mà theo chú á,
là con nên bỏ quan điểm đó đi. Đừng đặt đó thành tiêu chí. Đừng đặt đó thành tiêu chí. Bởi khi con đặt đó thành tiêu chí á, đôi khi mình làm tổn thương một ai đó. Tiêu chí những cái mong muốn của nhà gái đưa ra, anh thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nè? Có tự tin không? Cả 80. 80%. Rồi vậy là ngon rồi, trốn xuống bên. Do cha mẹ ở xa với lại mẹ em cũng không khỏe nên em chỉ ở đây một mình. Rồi có chú Quyền Linh lo cho em. Đây đây chú tư vấn cho. Rồi nhà gái đi với ai cưng? À, em đi với bạn Duyên là bạn từ cấp 2 của em ạ. Dạ em chào chị Ngọc Lan, con chào chú Quyền Linh. Em là Duyên, bạn nối khố của Hiền. Em chơi với Hiền cũng mười mấy năm rồi đó. Em thấy là bạn trai rất là dễ thương, chân thành. Phần tính cách thì cũng có vẻ là sẽ hợp với Hiền đó. Nên là hy vọng là tí nữa khi mà có thời gian tìm hiểu hơn á, thì hai bạn có thể có những cái chia sẻ chân thành cởi mở để mình tìm ra được cái câu trả lời cho trái tim của mình. Cảm ơn em. Đúng là bạn nói khổ luôn đó. Nói khổ luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào. Tới đi em. Đầu tiên thì anh có một món quà của mong nhận lại. Hôm nay đến đây thì em có đem một cuốn sách để mà gửi tặng cho anh. Thì cuốn sách nó có nội dung là bí quyết đơn giản hóa cuộc sống. Đối với em á, thì hạnh phúc nó rất là đơn giản, nó đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh ở cái trang bên trong. Em có gửi anh một lá thư đầu tiên. Dạ anh đọc luôn được không? Dạ được ạ, em hy vọng sau bức thư này thì mình sẽ có thêm những bức thư khác nữa. Đọc đi Nhàn. Dạ. Em cảm ơn anh đã đến gặp em hôm nay. Em đã trải qua đôi ba lần yêu, dù không thành nhưng em vẫn tin vào tình yêu vĩnh cửu. Hy vọng anh sẽ là người cuối cùng xây dựng tình yêu này. Em chỉ là bạn em. Rồi em thấy quá ngọt ngào. Đây đây là quà của chàng trai. Tại vì anh á thì lúc nào cũng muốn người phụ nữ bên anh lúc nào cũng đẹp và khỏe mạnh nên anh tặng cho em món này. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Em rất là thích mỹ phẩm luôn. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, mời hai bạn về vị trí ạ. Không, thì đầu tiên thì anh thấy em cũng dễ thương, xinh đẹp. Nói chung là anh cũng không nghĩ là được đến như vậy. Dạ, cảm ơn ạ. Em cảm nhận được sự chân thành từ anh và thấy anh rất là dễ thương. Em muốn hỏi anh là không biết là anh có biết hát hay là biết nhậu không ạ? Nhậu thì anh biết một chút, nhưng mà hát thì không phải ở trường đâu. Dạ. Thường á là anh nhậu với lại bạn bè, đồng nghiệp hay là như thế nào anh hả? Đa phần là những bạn bè trong trong chỗ làm của anh. Nhưng mà thường anh thì ít nhậu lắm. Dạ. Đồng khi mấy tháng thì anh mới uống một lần. Quan điểm hôn nhân của anh thì biết quan tâm, chia sẻ, thông cảm và hiểu nhau. Còn đối với em, quan điểm của em á là cũng gần giống với anh là cần phải có sự chia sẻ và kết nối với nhau. Ví dụ mình gặp bất kỳ vấn đề dù lớn hay nhỏ thì mình cũng phải có sự trao đổi và mình chia sẻ với nhau. Ví dụ như là có cái vấn đề nào mà mình không thích hoặc mình không hài lòng ở đối phương thì mình nên chia sẻ với nhau. Chứ mình không có nên giận hờn rồi xong mình im, mình không nói thì dần dần nó sẽ bị xa cách. Dạ. Yeah. Nếu mà em thích cái gì em cứ nói hoặc là không thích cái gì thì cứ nói thẳng với anh. Dạ. Chứ đừng có để mà kêu anh tự hiểu nói chung là nói ra anh mới hiểu chứ kêu. Dạ. Tự hiểu nhầm khi anh hiểu ý sai lại cái ý đó thì dạ. Em lại buồn nữa. Dạ. Anh là lúc nào anh muốn mình thẳng thắn với nhau trong mọi chuyện. Dạ. Mỗi lần giận nhau, cãi nhau, mâu thuẫn đỉnh cao thì mỗi bên sẽ xử lý thế nào? Thường mà có những xung đột thì thường em sẽ im lặng xong cho nó nguôi đi câu chuyện rồi thì em mới ngồi lại nói chuyện lại câu chuyện đó chứ em không có cãi ngay lúc đó. Nếu mà mình thắng trong cuộc cãi lộn tay đôi giữa người mình yêu thì mình sẽ mất đi một tình. Nhưng mà lúc mà cãi anh im lặng đi thì anh có cho cái bạn nữ đó một cái thời gian không? Ví dụ như là anh sẽ nói là hiện tại mình đang nếu mà càng cãi thì sẽ càng cãi lớn, chiều nay anh sẽ quay lại nói chuyện với em. Thì thường em thì em mong muốn như vậy, em sẽ không có muốn là mình tiếp tục cãi, nhưng mà anh cũng phải nói với em á là mình sẽ xử lý sau ngay lúc nào chứ không phải là anh im rồi im luôn. Con gái lúc mà khi giận á thì cái tính nó thường cái cảm xúc nó rất là cao đó. Nên là em vẫn hy vọng là anh sẽ nói là chiều nay hoặc là tối nay mình sẽ nói lại cái vấn đề này để cho cả hai có đủ thời gian bình tĩnh và suy nghĩ lại cái vấn đề đó. Chị thấy cái ý này của bạn gái rất là hay, bởi vì chị đã từng trải nghiệm cái câu nói này rồi. Dạ. Khi mà mình đang ở một cái cao độ của cảm xúc á, khi mà người đàn ông im lặng thì nó không giải quyết được vấn đề đâu, mà nó sẽ làm cho cái người phụ nữ sẽ khó chịu nhiều hơn là tại vì tại sao không quan tâm tới lời tôi nói nữa. Nhưng mà chỉ cần một câu nói rằng là ok thôi bây giờ cả hai đều đang nóng thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này sau, mình cần thời gian bình tĩnh, thì nó cái câu nói đó nó sẽ xoa dịu tốt hơn là sự im lặng. Bây giờ chúng ta bàn tới cái câu chuyện làm dâu đi, tại vì bạn nam thì hiện tại không ở với ba mẹ đúng không? Dạ. Thế nhưng nếu như em lập gia đình thì chuyện làm dâu nó như thế nào? Dạ. Nói chung là chỗ nào phát triển được sự nghiệp thì tụi em sẽ làm ở đó. Xong rồi cứ hàng tháng thì về thăm ba mẹ là được.
em sẽ vẫn rất là chăm lo cho gia đình bố mẹ hai bên, nhưng mà em nghĩ là mình nên ở riêng thì nó sẽ tốt hơn. Thì anh cũng nói là chỗ nào mình lập nghiệp được, chỗ nào mà mình phát triển được thì mình cứ ở, chứ không nhất thiết, anh không nhất thiết là mình phải về nhà làm dâu. Tại vì ba mẹ anh cũng dễ lắm, không bắt buộc phải làm dâu hay là gì hết. Em trai bước lên. Đúng, nhà trai bước lên nào. Đến gần bạn gái đi nào. Đến gần bạn gái hơn. Chúng ta giao lưu với nhau một chút xíu về cảm xúc. Đưa đây chị đang cầm cho. Rồi hai bạn có thể nắm tay nhau nè. Mình đừng bắt tay nhau, mình đâu đi ký hợp đồng đâu. Đó, đúng rồi đó. Rồi chúng ta nói cho nhau nghe về những cái câu chuyện xa hơn. Em nhắm bao lâu thì anh có thể về gia đình nha? Cần thời gian này để tìm hiểu đó. Đây em nghĩ là khoảng 1 năm. Anh dự định thì anh sẽ mở một nhà thuốc riêng cho bản thân mình và về mình làm chủ. Còn nếu mà sau này mà nếu mà em muốn tiếp tục sự nghiệp bên của em á thì anh sẽ ủng hộ, còn không thì em về làm bà chủ. Hai bạn làm việc chung với nhau cũng rất là phù hợp, một bạn thì sale, một bạn thì doanh nghiệp. Rồi, cảm ơn các bạn, về vị trí thôi. Chúng ta đã trải qua một thời gian cũng khá dài để cùng trao đổi với nhau rất nhiều vấn đề. Bây giờ có lẽ chúng ta đủ thông tin để đưa ra quyết định bấm nút hay không bấm nút. Các bạn sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nào, một nụ hôn để chứng minh những cái gì mình nói nãy là đúng. Anh sẽ chết. Hợp đấy, các bạn rất là hợp với nhau luôn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những phần quà của chương trình. Sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sạch. Em đang làm trực tiếp cho công ty xuất khẩu. Em vào Sài Gòn lâu chưa? Là hồi đấy là bà đang học năm hay những năm? Em vào học năm 3. Coi như là gia đình em ở trong này hết chưa? Có cả nhà em. À, cả gia đình. À, rồi hồi đấy là em đi du học ở đâu? Mỹ hả? Còn em về Việt Nam lâu chưa? Vận dịch lại từ 2020. Ừ, từ chừng 2020. Rồi, cái này là em tự động không biết tham gia chương trình hả? Mẹ là đấy. Rồi nếu nào mà mẹ ở nhà là hay xem chương trình lắm hay sao? Vâng, dạo này mẹ em cũng khá rảnh. À, ngồi xem YouTube các thứ thì mẹ xem thành nhiều gì hay. Mẹ kêu là chương trình nhân văn cái thứ này kia đảm bảo. Thì là hôm nay tự đi tới đây hay là có mẹ đi? Bố mẹ chở. Bố mẹ chở tới luôn? Dạ, tại vì hơi xa nhà chị em. À, là bố mẹ đây, em đang ngồi ngồi dưới nè. Bố mẹ đợi trong xe. Ồ, vậy hả? Đó, con thấy cưng ha. Con bố mẹ chở tới luôn. Là nhà em từ đâu qua đây? Em tận phục với chị. À, rồi, ok. Hy vọng là Thương tới cái ngày ghi hình thì bố mẹ cũng tham gia cuộc với em ha. Để mình vào làm người thân. Rồi, bây giờ chị Linh chia sẻ một xíu các bạn thân em đi. Em là cô gái như thế nào? Có một cái điểm mạnh thì kiểu là sao ha? Em thì khá là hướng nội. Ít nói nhưng mà ví dụ như nếu mà không quen rồi thì em có thể nói hơn nhiều. Em nhớ lúc đấy hơi nóng tính. Hơi nóng tính là nóng nhất của em làm gì? Thường là em to tiếng, tạo tiếng cãi nhau thôi. To tiếng là mỗi lần cãi nhau là mình sẽ to tiếng. Rồi cho mấy chị thấy em hay quên làm sao? Nhiều khi định làm cái gì đấy không có tiền hạn chế phải làm xong rồi em quên là em định làm. Em như là có thể kể một chuyện của xưa là gì đấy. Mà em quên làm sao. Trong em có sở thích gì đặc biệt không? Em ai là em thấy là thành viên ban nhạc Winner Hàn Quốc không? Dạ vâng.
Rồi có biết để hay là biết khác gì cuối hàng không? Em cũng có nghe sơ sơ người ta nói nghe và thì hiểu các ngươi thì lại thôi nói thì em sẽ rồi em chia sẻ một xíu về tầng trường của em đi. Những mối tầng trước đây của em quen bao lâu và làm sao bị chia tay? Thì mới có mối tình chia tay tầm tháng. Lý do chia tay thì tụi em cảm giác là không có thể tiến xa được nữa. Là chia tay. Và là em như là những mối đó em quen bao lâu? Năm rưỡi. Quen một năm rưỡi là lúc đấy là con đi học như thế nào? Lúc đấy là em mới về du lịch thì lúc đấy có học rồi là đi làm thêm. Nếu là việc đang là quen đúng không? Rồi vậy thì là coi như là kỹ hơn dùm chị. Ví dụ mà không thể tiến xa được đi, thứ nhất là mình sẽ biết để mình rút kinh nghiệm cho những cái người sau có phải mất thời gian giống như cái người trước như vậy nữa ha. Thì lý do nào mà hai bạn không thể tiến xa? Lý do chính là về vấn đề tài chính. Nhất là em cũng có tốt nghiệp rồi bạn đấy thì cũng khó khăn trong vấn đề tài chính là quá dễ dãi thì cảm thấy là tiếp với cái đà này thì tức là em cũng dễ hơn là cả hai bạn đều nhận ra cái điều đó luôn. Kiểu như là chia tay trong mọi việc chị. Các bạn này có lớn tuổi hơn em không? Nhỏ hơn 2 tuổi rồi. Vậy là còn trẻ quá. Mà sao mà trẻ thì mà còn rất là nhiều thời gian để mà cố gắng phấn đấu mà. Sao mà không đặt cái mục tiêu để cùng đạt được cái mục tiêu đó? Được đấy, trong đợt dịch công việc được bị ảnh hưởng nên cái tâm trạng nó cũng xuống theo. Còn cái thiệt là xưa chị lấy chồng chị á, không có gì trong tay hết á, không có gì cho cái khi mà chị đi sinh con cũng không có tiền đi sinh luôn. Xong rồi tự nhiên là mọi thứ từ từ mình cùng cố gắng thì nó sẽ có thôi. Chứ còn bây giờ mình đợi có rồi mình mới bắt đầu thì không bao giờ khó. Thà như là mình chấp nhận cái việc đó mà cùng cố gắng. Đó. Thôi, bây giờ em chia sẻ một xíu về hình mẫu của mình đi. Em thích một chàng trai như thế nào? Cao hết mấy à? Chắc khoảng 75 thì lấy phần khoảng đấy xin thì xuống. Cao hết 7 trở lên nha. Dạ. Rồi. Cao thấp mặt ếp như nào, mắt tai, mắt mũi miệng còn sao? Yên tâm, cái nào sẽ học được cái chương trình đó. Nếu mà giọng thì tốt sẽ bị từ AI quen giọng của bác hơn. Nhưng mà em có không bị điều hành nhiều không hay sao? Em là chị ưu tiên nếu mà giọng tăng thì sẽ không, em sẽ thấy em là sinh ra nó có khả năng mới. Thì em sau này không phải là em không biết gì cả nhưng mà trong khi em quay đi là làm đấy đang ở đâu? Ở Sài Gòn tốt nhất để em có đang làm việc ở đây. Ở Sài Gòn tốt nhất. Ví dụ như có một anh chàng miền Bắc nhưng mà anh này thì đang làm việc ở Hà Nội là thay vì sáu anh chàng vẫn đang sống và làm việc ở Sài Gòn em sẽ ưu tiên ai hơn? Em ở Sài Gòn, em ở Sài Gòn. Rồi, ok. Tuổi tác của bạn này là như thế nào? Thì em cũng không có một cái... Ở lớp em đi ha. Rồi, nếu như mà không là được, rồi không đúng không? Còn có cái điểm tiền yêu cầu đặc biệt của bạn trai đúng không? Hoặc là bố mẹ có dặn là phải tiền như thế nào? Em chỉ nói là chân thành là đúng. Tại vì em có sở thích là đu idol K-pop nên là mong là bạn sẽ em đâu đến tới mức nào em ví dụ như ở nhà có sưu tầm gì không? Em có quan tâm nó dành đợt này tại vì là vì em quan tâm nhưng mà sau khi dành em thì việc
tham gia một số buổi học online các bạn fan này, rồi em có đi concert nữa. Em ở nhà năm mấy chị em tất cả những con người em gái em đang sinh năm bao nhiêu? 23 rồi. Ok, cảm ơn Diệu Linh ha. Thì hôm nay chỉ là cái buổi test lần đầu tiên thôi, nhưng mà nếu mà mình có xảy ra trường hợp thì biên tập sẽ gọi lại cho em ha. Thì ra mỗi theo một cái dặn dò hướng dẫn của biên tập, thứ nhất là để cho mình tự tin hơn nè, mình lên sân khấu chia sẻ tốt hơn nè, mình tương tác, mình hỏi cái gì với MC thì cái cách thứ cho nó đúng rồi ha. Đặc biệt em là cô gái cũng là fan K-pop thì mình có mang một cái màu sắc gì đó nó đặc biệt một xíu chẳng hạn như vậy, thì cái đó là vào phần nội dung thì là sẽ có biên tập hướng dẫn sau. Quan trọng là chúng sẽ tìm cho em một cái chàng trai phù hợp. Thứ nhất là hôm đó mình lên, mình cho nhau cái cơ hội để mình gặp mặt nhau trong chương trình. Và bạn trai thì tham gia, người ta cũng sẽ rất là nghiêm túc giống như mình. Ví dụ cũng được gia đình ủng hộ thì sẽ thích hướng. Thì có thể nếu có gia đình hai bên gia đình gặp nhau ở đấy luôn thì nó sẽ rất là tiện, rất là dễ cho em. Sau này về mình tìm hiểu nó sẽ rất là dễ. Thay vì mình tự quay ở ngoài thì bao nhiêu lâu mình mới dám dẫn về ra mắt gia đình. Thì tự hai bên gia đình này là đẹp mốt thôi, nên được biết chị không? Ok rồi, có gì Linh đợi thông tin của chương trình nhé. Chào em. Thank you.